thấy cái chú 78 tuổi á. À, chỉ cái chú đấy cũng đưa ra cái tiêu chí thì cũng cảm thấy thích hợp với chị, cho nên là chị cũng muốn nhờ chương trình thì có thể liên hệ giúp chị. Chị đến đây là muốn mình ghép kết nối giùm chị với cái chú 78 tuổi. Vâng, vâng. Lời đầu tiên Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Mảnh Ghép Yêu Thương chào chị. Dạ. Em xin chào chương trình và chào tất cả anh em ở trong cái chương trình. Em quê ở ngoài Bắc, nơi sinh là Lạc Sơn, Hòa Bình. Chị ở Lạng Sơn, Hòa Bình. Lạc Sơn á. Lạng Sơn, vào đây xa lắm đó. Đúng rồi, Lạc Sơn. Hơn 2.000 km. Dạ. Nhưng mà em đi vào Đắk Lắk làm ăn. Hiện nay đang ở Đắk Lắk. Hiện nay nhà với ở Đắk Lắk. Còn em đi làm ăn ở Bình Dương. Đi làm ở Bình Dương. Chị tên gì? Em tên Bùi Thị Chính. Bùi Thị Chính. Dạ, sinh năm 1962. 61 tuổi. 61, 62 tuổi. Hả? Sinh năm 1962, 62 tuổi rồi. Thì năm nay mới nó đúng là 62, dạ. Tết tới là 62 tuổi. Dạ. Còn bây giờ vẫn còn 61 tuổi. Dạ. Bùi Thị Chính, 61 tuổi, đến từ Lạng Sơn. Lạc Sơn, không phải Lạc. Lạc Sơn là lạc. Lạc hả? Đậu lạc. À, đậu lạc hả? Lạc dạ, Sơn. Lạc rồi. Sơn là cũng ở ngoài Bắc mà đúng không? Dạ đúng rồi. Chị vào Đắk Lắk lâu chưa? Em vào Đắk Lắk hơn 20 năm rồi. À, hơn 20 dạ. năm rồi. Rồi bây giờ đang làm công việc ở Bình Dương. Dạ. Làm Bình Dương lâu chưa? Làm Bình Dương cũng được 6-7 năm rồi. À. Rồi chị Chính nè, bây giờ chị Chính có hát đúng không? Hay là Chính? Chính á. Chính thì có y hát nhờ, đúng không? Y nhờ sắc chính. Rồi. Kính hả? Vâng, chính trừ cái chứ không phải chính. À, cái kính kính là kính đeo mắt hả đúng không? Dạ đúng rồi. Bùi Thị Kính. À. Chính á. Ừ, thì bây giờ mình kêu theo tiếng miền Tây đi, nó dạ. quen rồi. Dạ. Ừ. Dễ nghe hơn. Dạ. Thì bây giờ là chương trình có một cái điều lệ phải hỏi tất cả cô chú anh chị. Dạ. Chị Kính à, chị dạ. có thể có quyền chấp nhận và có quyền không chấp nhận ha. Dạ. Chị Kính, chị có đồng ý để Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của mình để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ có. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị, con cái chị cũng như chính bản thân chị sau này bắt Mảnh Ghép Yêu Thương tháo gỡ cái video này xuống là không được. Dạ không có đâu anh, bởi vì là thì bây giờ chị chỉ có quyền, chị có quyền không và đồng ý cho dạ. nó lẹ. Dạ không có gửi xuống đâu anh. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Chị Kính là chị phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Dạ đúng rồi. Rồi. Chị em mình tiếp tục ha. Dạ. Bây giờ tình trạng hôn nhân gia đình mình như thế nào chị Kính? Em thì kết hôn với chồng thì cũng từ lúc 18 19 tuổi mà trong thời gian vợ chồng ở với nhau có hai đứa con, một trai một gái. Mà lúc ở ngoài quê thì vào Đắk Lắk làm ăn được mấy năm cảm thấy không chung tiếng nói. Thế là con cái với lại bố mẹ thì cũng mất hết rồi, con cái thì có gia đình riêng hết rồi. Ở thì... bao nhiêu lâu chị? Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu hai, năm? Hai vợ chồng sống với nhau hơn 30 năm á. Hơn 30 năm dạ, đúng mà rồi. Không có tiếng nói chung. Dạ đúng rồi. Đến khi... Tại sao không có tiếng nói chung mà tới 30 năm? Đến khi con cái ý là anh thiếu trách nhiệm với vợ con. Không có trách nhiệm. Dạ.
Khi con cái có gia đình hết rồi, có cháu nội cháu ngoại hết rồi, cảm thấy không không có tiếng nói chung nữa thì em quyết định em ra tòa ly hôn. Ly hôn. Dạ. Rồi ly hôn nay là bao lâu rồi chị? Mới 2 năm à. Mới 2 năm. Dạ. 2 năm nay chị có quen được mối tình nào khác không? Nói chung là cũng quen nhưng mà cũng cảm thấy là không có chấp nhận là vừa là chồng được. Cho nên là cũng có thể tìm một người nó thích hợp với mình cũng cảm thấy khó quá. Cho nên là nhìn trong cái xem trong cái chương trình của các anh nhá thì cũng thấy hay và cũng thấy nó có một cái có điều là chắc chắn hơn. Cho nên là cũng tìm đến cái chương trình của các anh. Chị Kính nè. Dạ. Chị lớn tuổi hơn tụi tôi nhiều ha. Thì chứ xưng là chị với em thôi. À, chứ đừng có gọi là anh nghe nó kỳ lắm ha. Dạ vâng. Với lại chị cũng đừng có dạ thưa với em Út nữa. Chứ đối nói chuyện giống như chị em thôi ha. Vâng. Chứ chị và em được rồi. Vâng. Thì cũng thấy ly hôn rồi mà bây giờ cũng đi làm rồi, làm lúc cảm thấy cũng nghĩ đến cái lúc tuổi mình già hơn nữa. Ừ. Thì có con cái nó cũng có nhà có cửa rồi ổn định hết rồi. Mà không thể theo con cái để mà sống những năm tháng còn lại mình già được. Cho khi nên chị là... đến với chương trình nè, con cái của chị có biết không? Dạ có. Cũng đừng có dạ, con đừng có dạ. Cái. Đừng có dạ nữa. Quen. Dạ tổn phước. Dạ. Cũng thông qua con cái rồi, cũng hỏi con cái rồi. Bây giờ thì mẹ cũng sống một mình với con cái thì cũng có gia đình của con cái. Thì bây giờ mẹ cảm thấy mẹ đi tiếp bước nữa thì mẹ cứ tìm hiểu thôi. Chị Kính nè, ở vâng. Ngoài Đắk Lắk là nhà của mình luôn ha? Nhà của mình luôn, có rẫy cà phê ở đó. Có rẫy cà phê luôn? Vâng. Bây giờ các con chị đang ở trên đó hay sao? Con trai thì có nhà ở quận 12 Tân Thế Hiệp, Sài Gòn. Còn con gái thì lấy chồng ở chợ Bù Đăng, Bình Phước. Chứ nghĩa là trên đó chị có rẫy có nhà trên nhưng mà chị không có rẫy có nhà thôi. Cũng ly hôn với ông xã rồi mà bây giờ đã ly hôn rồi thì không muốn sống chung với nhau ở đó nữa. Cái nhà trên đó là ông xã đang ở? Nhà trên đó là ông xã thì chị để cho ông xã ở. Còn bây giờ ở Bình Dương là mình ở nhà trọ? À, vâng, chị ở nhà trọ. Chị ở nhà trọ, chị đi làm. Hiện nay chị làm nghề nghiệp gì ở Bình Dương? 2-3 năm ấy, chị đi làm bảo vệ. Làm bảo vệ? Vâng. Có bỏ không? Có bây bỏ giờ, không? Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà xin làm bảo vệ thì bây giờ cũng... Mà làm máy thì cũng không muốn làm nữa. Thì đúng rồi, bảo vệ thì lương đâu có nhiều đâu. Dạ. Yeah. Vâng, đi làm việc tự do vậy. Chị có bỏ không? Dạ. Yeah. Có bỏ không? Bỏ hả? Bỏ thật á? Không. Không có nữ đi làm bảo vệ? Làm bảo vệ không phải làm bảo vệ mấy công ty ấy mà. Rồi hôm nay chị Kính đến với mảnh ghép yêu thương. Chị muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị? Thì chị cũng xem trên kênh của các em thì cũng thấy có nhiều cái hay. Với lại chị bây giờ thì cũng sống cô đơn một mình. Thì muốn nhờ chương trình thì làm cái cầu nối để cho chị có một chỗ nào đó, có một ở nào đó thì cảm thấy lên sóng lên hình thì cảm thấy chị thích hợp và chấp nhận được thì cũng muốn để cho một cái quãng đời còn lại thì có chỗ dựa cho nên là cũng tìm đến rồi ý là chị muốn mảnh ghép yêu thương tìm giúp cho chị. À, một cái mảnh ghép thích hợp với chị. Vâng. Để anh chị nắm tay nhau đi đến cái quãng đời còn lại đúng không? Vâng. Chờ bây giờ chị đã xem những cái video nào, chị có chấm được anh nào chưa? Hay là để mảnh ghép yêu thương tìm giúp chị?
Chị mấy bữa trước ấy, chị xem ở trên kênh của các em thấy cái chú 78 tuổi á. Chị cái chú đấy cũng đưa ra cái tiêu chí thì cũng cảm thấy thích hợp với chị, cho nên là chị cũng muốn nhờ chương trình thì có thể liên hệ giúp chị. Chị đến đây là muốn mình ghép kết nối giùm chị với cái chú 78 tuổi. Vâng, vâng. Chứ còn, chị chính nè, chị mới 61, 62 tuổi. Chị cũng còn rất là trẻ luôn, trẻ hơn tuổi á. Thiệt, em nhìn em tưởng chị chừng năm mấy thôi. Vâng. Ừ, thật, chị 61, 62 tuổi, trông chị cũng còn rất là trẻ. Mà tại sao chị lại chọn một cái chú 78 tuổi? Là nó chênh lệch quá nhiều. Rồi 78 tuổi thì sức khỏe nó không ổn định nè. Rồi công ăn việc làm cũng không có. Tại sao vậy? Chị có thể cho mọi người biết cái suy nghĩ của chị, tại sao chị chọn 78 tuổi? Trong khi đó chị trẻ hả? Chị chọn rất là nhiều những cái người còn nhỏ tuổi, ngang tuổi chị. Thằng Hà luôn. Thôi giờ chị thử giải thích xem. Vâng, thì bởi vì chị là cũng không có hay xem nhiều, cho nên là cũng không biết là cái tiêu chí của mình thì đưa ra thì các anh cũng cô đơn như mình thì có anh nào thì nó phù hợp với mình không, chứ còn bây giờ là chị cũng không có thích một cái người nào cả. Chị cứ nói đi. Thì là phần nữ thì đã lấy chồng thì phải có nhà có cửa, có công việc ổn định để mà lo cho nhau. Nhưng mà bây giờ chị thì ly dị chồng rồi, chị chỉ có bàn tay trắng thôi, không có thì gì. Ai cũng vậy. Vâng. Tất cả các chị em phụ nữ đều muốn có chồng, mà người chồng phải có công ăn việc làm ổn định. Vâng. Có nhà cửa hẳn hoi. Vâng. Ai cũng muốn như vậy thiệt, nhưng mà cái tuổi nó khập khiễnh quá, nó vâng. nó sẽ nó có cái gì đó nó sai sai. Tại vì cái sức khỏe của chị mới có 61, 62 mà chị trẻ hơn tuổi nữa. Rồi cái chú 78 tuổi thì sức khỏe chú kém nè. Chẳng lẽ chị lấy về giống như là mình làm công việc gì đó na ná, giống như đi từ thiện vậy đó, mình giúp chăm sóc người già sao? Nó đâu gọi là tình yêu đâu chị, đúng không? Cái đó chị nghĩ lại xem nó có phải là tình yêu không? Hay là tình hay là giống như mình có một cái tình thương xót, thương cảm gì đó để mình. Vâng, cũng không phải là chị quyết định để đi đến cái chú đấy. Nếu mà chú đấy nhìn thấy chị không thích hợp thì có thể cũng không đến không, được. Không, chị sẽ rất là thích hợp. Chị sẽ được chọn luôn nếu mà chị lên chương trình này với cái sự trẻ trung của chị nè, vóc dáng của chị. Thì chị sẽ đạt được. Nhưng mà ý ở đây em muốn tâm sự với chị một chút là cái tuổi nó quá chênh lệch. 78 là cái tuổi cũng gần đất xa trời rồi. Vâng. Tính từng ngày rồi chứ không có thể nói là tính từng tháng hay từng năm nữa. Vâng. Mà cái tuổi 78 là cái tuổi tính từng ngày. Tính từng ngày mà trong khi đó chị trẻ như thế này nè, tự nhiên đi lấy chú 78 về sẽ gây một cái sự hiểu lầm cho rất là nhiều, nhất là cộng đồng mạng. Vâng. Chị có nghĩ đến cái chuyện đó không? Nó sẽ rất rất là hiện nay rất là nhiều những cái sự trái chiều nó đang nổi sóng trên mạng. Vâng. Về cái vấn đề này, nên thành ra em muốn tâm sự với chị một chút xíu về cái việc này để cho nó minh bạch một chút. Vâng. Trong khi đó nè, chị chính là chị dư sức dư điều kiện để quen các anh từ 65 đổ lại tới tuổi của chị, hoặc là nhỏ hơn chị xí như 60, rất là nhiều luôn. Yeah. Cũng có đầy đủ những yếu tố như chị đưa ra.
Tại sao chị không chọn mà chị lại chọn cái chú 78 tuổi thì nghe nó có gì đó nó không thích hợp. Bây giờ chị cũng nói với chương trình này, thì chị đã đến với chương trình rồi, không phải là để mà chị muốn chương trình rồi liên hệ với cái chú 78 tuổi, nhưng mà chị cũng nhờ chương trình chị đã lên sóng ở chương trình rồi, cũng nhờ chương trình tìm một người nào đó rồi. Đó, cái điều kiện, cái hoàn cảnh của chị như vậy đó, một người nào đó nếu mà cảm thấy phù hợp với chị. Đúng rồi, thì ngay từ cũng đầu nhờ chương trình để làm cái cầu nối giúp chị, chứ không phải là bây giờ không phải là chị chọn một người hoặc một cái chú đó. Thì ngay từ đầu em đã nói chị mình nên như vậy, đừng có cái kiểu như nó quá khập khiễng. 78 tuổi là cái tuổi phải nói là tình yêu thì nó không có giới hạn độ tuổi thiệt. Vâng. Cái tâm hồn của họ vẫn trẻ, nhưng mà cái thể xác của họ nó đã cằn cỗi, nó đã già lắm rồi. Vâng. Cái gì cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự giới hạn của nó. Vâng. Nhưng mà bây giờ nè chị Chính nè, nhưng mà em hỏi thì hỏi nãy giờ hỏi vậy thôi, nhưng mà cũng báo cho chị một cái tin không vui. Dạ, là vâng. Chú Đầy cũng đã có gia đình rồi. Vâng. Có gia đình mà bây giờ còn không hay là bây đã à? Mới vừa đây, mới vừa có gia đình rồi. Em báo tin không vui cho chị là chị đã phải chi, ngay từ lúc đầu chị gọi đến chương trình tụi em, chị gặp ai đó chị hỏi là có chưa, em sẽ báo cho chị biết là đã có rồi, chị không phải mất thời gian, không phải tốn tiền để đến chương trình. Vâng. Tụi em làm việc rất là sòng phẳng, rất là công bằng, mà vâng, hạn chế cái sự tốn kém và mất thời gian của cô chú anh chị nữa. Vâng. Không, tụi em làm không phải gì để giật tích, để kiếm những cái chuyện nó không tốt đâu. Tụi em muốn tốt cho cô chú anh chị thôi. Vâng. Chị có buồn em thì em chịu thôi, chứ em là nói thẳng, không, lời nói em là đó, nói thẳng, nói thật không à. Chị không có buồn ngã đó gì bên nào cả. Đó, thì bây giờ cái tin không vui đầu tiên là chú Đầy, 78 tuổi, ở An Giang đã có người rồi. Đã có người nhận rồi. Ừ, đã có người nhận rồi. Bây giờ để em nói chị, nãy giờ em cố gắng em hướng chị mở rộng cánh cửa ra. Còn rất là nhiều những anh 60, 65 cũng điển trai nè, cũng làm bảo vệ giống y như chị vậy đó, nhưng mà ta cũng có nhà, có nhiều anh không có nhà nhưng mà cũng có thể về sống với chị được. Hai người cùng làm bảo vệ lẫn nhau. Thấy không? Nhiều khi ban đêm chị ấy, ban ngày chị bảo vệ ảnh rồi ban đêm ảnh bảo vệ lại chị. Chủ yếu là sống với nhau là vợ là chồng thì phải có sự yêu thương đùm bọc, phải cái có đó sự mới là cái chính đó chị. Vì, đúng rồi, bởi vì chị đã cũng trải qua mấy chục năm rồi có vợ có chồng, nhưng mà cái cuộc sống đó chị đã phải tránh rồi. Bây giờ đến cái tuổi lớn tuổi rồi lại vướng vào nữa thì chắc là cũng sợ. Thế chị thấy nè, chị cũng có nhà, từng có nhà với ông xã chị đúng vâng. không? 30 năm. Vâng. Có hai người con. Rồi khi chia tay sao chị cũng để nhà lại, để tài sản lại cho chồng chị. Vâng. Ở rồi chị cũng phải đi ở nhà trọ. Rồi bây giờ chị muốn có cái nhà nữa đây làm cái gì? Cũng như vậy thôi. Nếu mà nó không, rồi 30 năm chị nói không có tiếng nói chung, thì bây giờ mấy năm ngắn ngủi còn lại nó cũng sẽ không có tiếng nói chung. Như cái quan trọng nhất chị nói là cái hạnh phúc, yêu thương, cái hạnh phúc là bất kỳ ở đâu, nếu mà nó có hạnh phúc, chị ở đâu nó cũng hạnh phúc, ở nhà trọ cũng hạnh phúc. Còn nếu không hạnh phúc, bây giờ chị ở nhà lầu, chị đi xe hơi nó cũng không hạnh phúc. Vâng. Thì vậy chị chọn cái nào? Thì ở đâu bây giờ đến cái tuổi này rồi thì ở đâu có tình thương mến thương, có hạnh phúc là được rồi. Thì đó, thì đã vậy chị chọn khi nó cao tuổi đúng không? Đây 60, 65 hàng hà sa số luôn. Các anh bảo vệ rất là điển trai, là mạnh khỏe, sức khỏe còn. Cùng chị đó là hạnh phúc, là cái quý nhất cuộc đời. Tiền bạc thì từ từ hai anh chị làm tích góp cũng có. Hay là mình sống vui vẻ, mình cam chịu như vậy là được rồi. Vâng. Ngó lên chi, sẽ mệt dữ lắm. Rồi mình đã
bị gãi đổ vì cái chuyện đó. Rồi chị cũng đâu phải là người không có tài sản đâu, có nhà, có vườn cà phê, đâu phải đơn giản đâu, có tất cả, nhưng mà chị cũng phải bỏ tất cả. Thì bây giờ chị mắc hà cớ gì chị phải lao vào cái chỗ như vậy nữa. Mình phải đi tìm hạnh phúc đúng với cái từ mảnh ghép yêu thương. Vâng. Thôi bây giờ chị mở rộng ra ha, cho các anh đến với cuộc đời chị nè. Bây giờ chị có thể nói lại yêu cầu của chị, tìm cái mẫu người đàn ông như thế nào thích hợp với quãng đời còn lại của mình. Là thứ nhất là lo được cho nhau quãng đời còn lại, thứ hai nữa thì có sống có tình thương, thứ ba nữa là sống có hạnh phúc những năm tháng còn lại. Đúng rồi, rồi công việc làm nó ổn định tí xíu, có cái thu nhập để đủ đảm bảo cho hai người là ok rồi. Tất nhiên là có thu nhập mới có hạnh phúc được. Nếu mà có nhà nữa thì càng tốt đó, thí dụ như mình nói gì thì như thế. Còn không có thì hai người có thể ở nhà trọ cùng nắm tay nhau xây dựng hạnh phúc. Bản thân mình giờ cũng đang ở nhà trọ mà, phải không? Dạ đúng rồi. Đợi con chút nữa thôi cháu ạ. Rồi. Sẽ ra. Bây giờ như vậy đúng không? Dạ. Bây giờ chị muốn chọn nữa hay là để mảnh ghép tìm giúp cho chị? Để mảnh ghép tìm chị. Giao trách nhiệm cho mảnh ghép đi ha. Đúng rồi. Hên xui luôn nha. Thế hên xui thôi. Bây giờ mảnh ghép chọn thì chị cũng đợi mảnh ghép thôi. Hên xui thì cái đấy là chuyện bình thường. Đúng rồi. Nhưng mà chứ chương trình mảnh ghép yêu thương đâu có ở chung đâu biết được tánh ý người ta. Dạ đúng rồi. Chỉ là cái nhịp cầu thôi. Nếu mà đưa tới thì anh chị vui vẻ hạnh phúc thì tụi em mừng. Ai cũng muốn vui vẻ, sống với nhau vui vẻ, nhưng mà được sống thì mới có thể biết được. Chứ đúng rồi, về sống chung nó mới bộc lộ, bộc phát ra, mình mới biết được. Vâng. Chứ lúc đầu ai cũng nói hay hết. Yeah. Bước vào chồng rồi bắt đầu lúc đó mình mới thấy được. Vâng. Cái đường nó có ổ gà hay không, hay nó bằng phẳng. Vâng. Hay là nhiều khi đường nó gai góc không. Rồi bây giờ mình chung quy là mình kiếm cái mảnh ghép nào thích hợp và đem hạnh phúc đến cho mình là ok ha. Vâng. Thì cũng nhờ chương trình thôi bây giờ. Rồi vậy đi. Chị lên đây thì cũng nhờ chương trình thôi. Chứ ở đây là chương trình nói thiệt. Chú 7-8 tuổi thì đã có rồi. Vâng. Có là có, nói có rồi. Thế thông báo thẳng ở trên đây để cho mấy chị em hoặc là các cô hơi lớn tuổi chút mà còn cái ý định tìm chú 78 thì thôi lập tức ngưng. Tự vì chú đã có rồi, yên bề rồi, thì mình đến đây cũng là một cái vô ích, mất thời gian mà tốn tiền nữa. Nên tụi em không có câu view, không giật tích đâu. Nếu mà ai tới và tìm thì tụi em vẫn có quyền nói là chú chưa có, để mình lấy cái hình ảnh mình câu view. Nhưng mà không, ở đây tụi em không, dứt khoát không làm như vậy. Để cho bà con mình đỡ tốn thời gian, đỡ tốn tiền. Tới đây rồi mình cứ đưa ra cái yêu cầu gì nó vô ích lắm. Mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái công an việc làm đời sống của mình. Tại vì tụi em ưa nói thẳng lắm, nhiều khi cái lời nói thật thì nó ưa trái tai khó nghe. Thì chị cũng vậy, bây giờ chị cũng lên chương trình rồi, cũng cảm ơn chương trình rồi, cũng có thể nói tư vấn cho chị thì chị cũng cảm ơn chương trình. Mà không phải là cái chú 78 tuổi thì cũng lên ở chương trình thì cũng tìm cái mảnh ghép yêu thương. Thì bây giờ chú ấy cũng có người, có đôi, có bạn rồi, lúc tuổi già thì cũng chẳng sao đâu, thì cũng chúc mừng cho chú thôi chứ có. Dạ đúng rồi, thì mình chúc mừng thôi. Nhưng mà đó cũng là một cái để cho mọi người rút kinh nghiệm, nhất là chị em phụ nữ mà còn trẻ tuổi, 50 mấy, 60 mấy, 60 cỡ giống như chị. Mà có một cái suy nghĩ em không hiểu sao mà mình trẻ đẹp gì, còn trẻ, chị trẻ hơn tuổi rất là nhiều mà đi chọn chú 78. Nói thiệt. Như em, ví dụ như bây giờ em đi, cái cô đó, ví dụ như
sáu mấy đi, sáu mấy 70 đi, có tiền kia em chọn em cũng không chọn nữa. Rồi sao đi về, đi ra đường rồi sao kêu sao? Tại vì chị lấy ông xã thì kém tuổi chị, cảm thấy khó sống quá cho nên là lên chương trình thì thấy cái chú đấy thấy sao kỳ vậy, thấy nhiều tuổi có khi đó thôi giờ mình bỏ đi, giờ mình suy nghĩ thoáng đi ha, rồi để mảnh ghép yêu thương sẽ giúp chị tìm cho chị nửa cái mảnh ghép phù hợp để đi đến cái quãng đời còn lại của chị ha. Vâng. Rồi bây giờ chị mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn chị Chính đã không ngại đường xá xa xôi rất xa luôn, tin tưởng mảnh ghép yêu thương đến đây để nhờ mảnh ghép cũng như chia sẻ những cái nỗi lòng của mình để tìm cái phần còn lại. Vâng. Thì mảnh ghép yêu thương cũng chúc chị sớm ngày đạt được như sở nguyện ha. Vâng. Rồi bây giờ chị Chính là chị chào quý vị khán giả rồi chị em mình kết thúc nha. Chị cũng không biết nói gì hơn hết nữa, thì chị cũng lên đây lên chương trình thì chị cũng xin chúc chương trình và chúc tất cả các anh chị ở cộng đồng mạng có nhiều sức khỏe, và chúc chương trình có nhiều sức khỏe hạnh phúc, rồi có cái tâm để mà làm cái cầu nối cho những người cô đơn như chị này, giống như chị. Thì có cái quãng đời còn lại thì có hạnh phúc, có cuộc sống nó ổn định hơn, nó hạnh phúc hơn. Rồi cũng xin cảm ơn chương trình. Rồi mảnh ghép yêu thương cũng xin thay mặt cộng đồng mạng và anh em trong chương trình cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị Chính. Dạ, trước khi kết thúc chương trình mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và nhân ngày 20 tháng 12, chương trình mảnh ghép yêu thương cũng có lời cầu chúc cho các mẹ, các cô, các chị và các em có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn mà hôm nay cũng là ngày phụ nữ mà lần đầu tiên thì cũng lên chương trình thì cũng chương trình thì cũng chúc cho chị em phụ nữ thì ngày 20 tháng 10 thì cũng có nhiều cái niềm vui, thì cũng xin thay mặt cho tất cả anh em phụ nữ và chị em phụ nữ thì cũng chúc tất cả các anh phái nam có mang nhiều niềm vui cho những người vợ, những người mẹ, những người phụ nữ, ít nhiều gì có một cái bó hoa tặng hay là một cái gì đó để cho cái phụ nữ có ngày lễ, có ngày kỷ niệm cho vui vẻ. Thì xin cảm ơn. Rồi, rất là cảm ơn chị.